đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang quên mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Vợ tôi là số 1, sân chơi tôn vinh người phụ nữ đảm đang, năng động và khéo léo. Đến với mỗi chương trình, ba bà vợ sẽ phải dùng những kinh nghiệm nội trợ và hiểu biết về kiến thức gia đình, ứng xử, văn hóa xã hội và cả sự hỗ trợ đắc lực từ những ông chồng để vượt qua 4 dòng thử thách để khẳng định vị trí số 1, bước lên chiếc cân vàng, xứng đáng trở thành người vợ số 1 trong mắt các ông chồng. Và bây giờ, cùng trở lại sân khấu gặp gỡ MC Đại Nghĩa để theo dõi diễn biến của cuộc thi tuần này. Đại Nghĩa xin chào đón bà con cô bác đã đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhãn hàng Shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con, sân chơi dành cho những người phụ nữ thông minh, duyên dáng, khéo léo lại đến với chúng ta vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay, ai sẽ là người phụ nữ thông minh nhất, giỏi giang nhất cùng với sự hỗ trợ của ông chồng sẽ bước lên bục cao nhất đây? Hãy cùng đón xem chương trình cho đến phút cuối cùng để chúng ta biết được điều đó nha. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm quen với gia đình đầu tiên đến từ Vĩnh Long, gia đình của Nguyễn Thị Cẩm Tú và Nguyễn Quốc Việt. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào khán giả. Em là Cẩm Tú và chồng em là Quốc Việt. Em đều là dược sĩ và hiện đang kinh doanh thuốc tây. Ban đầu á, em rủ ông xã em đi thi chương trình của tôi là số 1. Mà ông xã em không chịu đi thi, cỡ. Với cháu trai của em 6 tuổi á, nói là mẹ ơi mẹ, ba ông đi thi á, thì mẹ cưới con trai khác đi, đừng cho đi thi với mẹ. Nên ông xã em nghe vậy nên quyết định đi thi cùng quá. Sợ quá, phải đi thi, sợ mất vợ nên đi thi. Và gia đình số 2, chúng ta sẽ gặp gỡ với Nguyễn Thị Thảo và Trần Văn Thịnh đến từ Đồng Tháp. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thảo và người đứng bên cạnh em là chồng em là Trần Văn Thịnh. Hai vợ chồng em là hiện nay đang làm việc tại khu du lịch văn hóa Phương Nam ở Đồng Tháp. Cái lúc chưa cưới á, thì có một cái hôm là hai vợ chồng em đi chơi ở Phú Quốc mà đi bằng xe máy. Đi chơi xong thì khi quay trở về thì do hôm đó sóng rất là lớn nên là em bị say sóng rất là nặng, em không thể đứng vững được. Mà hôm đó nó xui một bữa nữa là do trời mưa nên là nước biển nó làm cho xe của chồng em nó không thể chạy được. Nên là chồng em mới phải là cõng em đi tìm một cái khách sạn gần đó để cho em nghỉ. Những cái hành động mà anh làm cho em cảm động như vậy thì tụi em mới bắt đầu tiến tới hôn nhân. Lúc đó là mới có quen nhau thôi, đang tìm hiểu thôi đúng không? Nhưng mà thấy công này ông chu đáo quá, dễ thương quá cho nên là quyết định tới luôn. Chúc mừng hạnh phúc của em nha. Và tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen với gia đình của Bùi Thị Cẩm Tú và Lê Minh Luân đến từ Cần Thơ. Giới thiệu, tôi là Bùi Thị Cẩm Tú, nghề nghiệp là thợ may, kế bên là ông xã Lê Minh Luân, nghề nghiệp là bộ đội. Đến với chương trình này, tôi cũng có một chút chia sẻ về lần đầu gặp tiên của hai vợ chồng. Là lúc đó là ông xã được một người anh dẫn về quê để giới thiệu cho một người bạn. Lúc đó Tú cũng học ở Sài Gòn, cũng về quê trong dịp đó luôn. Cái tình cờ gặp nhau, nhưng mà cũng sẽ không nghĩ là sẽ thành vợ chồng như thế này. Mà sau một thời gian, nhờ tính kiên trì theo đuổi của ông xã, rồi tận tình chăm sóc, rồi từ từ rồi cảm thấy là say nắng ông xã lúc nào cũng không hay. Và đã đến nay là hai vợ chồng cưới nhau đúng được 8 năm và đã có được hai cháu. Cảm ơn ba gia đình đã chia sẻ về những câu chuyện của mình nha. Bây giờ thì mời cả ba cặp vợ chồng về vị trí. Và bây giờ là vòng thi đầu tiên, khởi động. Ở vòng thi này thì mỗi cặp vợ chồng sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm để xem họ hiểu ý nhau đến như thế nào. Đầu tiên sẽ là gia đình Cẩm Tú, Quốc Việt. Câu hỏi số 1, cửa hàng thuốc của hai vợ chồng mở được mấy năm? Rồi, giơ lên nào. 10 năm. 10 năm. Đạt. Câu số 2, trong gia đình vợ đang là thứ mấy? Vợ đang là thứ hai. Tức là em là con thứ hai trong gia đình hay sao? Dạ, thứ hai trong gia đình ạ. Câu số 3, tủ quần áo của chồng có tổng cộng mấy cái sơ mi? Sơ mấy?
5 cái. Ồ, nhớ chính xác luôn ha. Rồi nhớ 5 cái đó màu gì không em? Dạ màu trắng, sọc xanh, màu xanh với màu sọc hơi đỏ đỏ nha. Màu trắng là nhiều. À, cái này là một trong 5 cái của ổng á hả? Tiếp nha. Mỗi lần vợ đi chợ mất thời gian bao lâu? Ba mươi phút hả em? Còn ông chồng đưa số mấy đây? Chỉ có 10 phút thôi. Vô mua gì mà lẹ vậy? Dạ cái chợ sát cái quầy thuốc của em một bên à, nên đi cũng gần. Còn em? Em mua gì trong đó mà tới 30 phút? Dạ em đi từ đầu chợ tới cuối chợ. Nhưng mà gì cũng bị la nên em nghĩ là hơi lâu. Tiếp nha. Thang điểm 10 thì chấm tài nấu ăn của vợ là mấy điểm? 10 điểm. Hả? 7 điểm. Em khiêm tốn vậy em. Dạ lần nào nấu ăn cũng bị chê, không ngon. Vậy hả? Còn ông chồng lần nào nấu ăn cũng chê hay sao mà sao cho điểm 10 lần? Có lần có lần không, chứ là có chê hoài đâu. À nhưng mà vợ nấu là được rồi phải không? 10 điểm. Như vậy là với 5 câu trắc nghiệm này thì hai vợ chồng trùng khớp với nhau là 3 câu mang về 600 điểm. Gia đình tiếp theo, gia đình của Thảo và Thịnh nha. Câu số 1, khi dạy con, chồng là mặt nghiêm khắc hay hiền hậu? Khi dạy con thì mặt ông xã em ngầu vậy đó hả? Dạ. À, rồi bé nó có nghe không, sợ không? Cũng tùy theo trường hợp nữa. Có đôi lúc mà bé nó quá quậy á thì có thể nó sẽ không nghe. À. Phải nhờ tới mẹ. Mẹ vô mẹ làm gì cho nó nghe? Tại bé em ở nhà chỉ sợ có mình mẹ à. À vậy là mẹ còn dữ hơn bố nữa. Dạ. Sáng gọi dậy đi học, vẻ mặt của con như thế nào? Cái này thì dễ quá, hầu như đứa nít nào cũng vậy hết trơn á. Sáng mà kêu dậy sớm đi học thì không có đứa nào nó tươi hết á. Đứa nào nó cũng còn ngái ngủ cho nên cái mặt nó sụ xuống. Câu số 3, khi được ăn sầu riêng, biểu cảm của chồng ra sao? À, như vậy là em thích ăn sầu riêng hả? À, được. Câu số 4, gần đây nhất vợ nằm mơ gặp chuyện vui hay buồn? Ồ, chuyện gì vậy em? Em cũng không nhớ là trong cái giấc mơ em thấy cái gì, nhưng mà em nhớ là em đã khóc. Vậy thức dậy thì còn nước mắt. Rồi ổng sao, có dỗ em không? À, thường thì chồng em sẽ ôm em. À, tại vì trong giấc mơ em thường nếu mà em sợ quá em sẽ nói mớ. Thì chồng em sẽ ôm và hỏi chuyện gì với em, chuyện gì với em. Câu số 5, vẻ mặt của chồng khi hủy chuyến công tác xa. Khi hủy chuyến công tác xa em vui lắm hả? Dạ thường thì đi công tác xa xa con hơi buồn, với vợ cũng buồn nữa. Cho nên là nếu mà được hủy thì ở nhà vui hơn. À vậy còn em nghĩ sao chồng sẽ buồn nếu như bị hủy chuyến công tác? Dạ tại vì công việc của ảnh thì thường nó áp lực rất là lớn. Nên là nếu mà hủy thì em nghĩ ảnh sẽ không có được vui. Tại vì khi ở nhà ảnh sẽ bồn chồn á. Là không giải quyết được cái công việc mà cấp trên giao á. Ảnh đi tới đi lui đi tới đi lui. Qua câu này thì mình thấy là hai người này nghĩ cho nhau. Ông chồng thì muốn được ở nhà với vợ với con, cho nên quỷ chuyến công tác thì vui. Còn bà vợ thì lo cho ông chồng quỷ chuyến công tác nó ảnh hưởng tới công việc. Mình có 4 câu giống nhau, 800 điểm. Tiếp theo, gia đình của Cẩm Tú và Minh Luân, hai vợ chồng giận nhau lâu nhất mấy ngày? 3 ngày, bên đây 4 ngày. Em nhớ cái lần bà giận em lâu nhất là bao giờ? Có một người trong đơn vị là nhắn một cái tin nhắn chọc hai vợ chồng, nên vợ hiểu lầm đã giận giỏi rồi. Khi mà em giận chồng em là giận 3 ngày là dạ, hết mức. Rồi ai làm quề trước? Dạ ông xã. À không trùng khớp với nhau nha. Câu số 2, mỗi năm hai bạn đi khám sức khỏe mấy lần? 3. Hai lần kim tiên mình em hả? Để em nhớ lộn ạ. Nhớ lộn. Chính xác là mấy lần em? Dạ một lần. Chỉ có một lần thôi ha. Câu số 3, từ ngày kết hôn chồng bạn đã tăng lên bao nhiêu ký? 10 ký. Bên đây 3 ký. Sao mà nó khác nhau xa dữ vậy? Căng cách đây cũng hơi lâu rồi. Hơi lâu rồi. Còn em thấy mình lên tới 10 ký lần hả? Dạ. Thứ 4, thang điểm 10 thì tài nấu ăn của vợ được mấy điểm? 10 điểm, trùng khớp. Cuối cùng, tuần này chồng làm bếp trưởng mấy lần? Một tuần, bên đây 7. Là em vô bếp đủ nguyên tuần luôn đó hả? Dạ, đúng nguyên tuần luôn á. Nguyên tuần luôn. À. À, vậy là trùng khớp với nhau rồi. Dạ, đúng rồi. À. Như vậy là với 5 câu trắc nghiệm thì gia đình của Cẩm Tú, Minh Luân trùng khớp được 2 đáp án, mang về 400 điểm. Và với vòng 1 này thì gia đình của Thảo
là có nhiều đáp án trùng khớp nhất. 4 đáp án mang về 800 điểm và em sẽ được tiến lên một bước. Dạ em chọn ô bên phải ạ. Mời em bên phải tiến lên. Sáng đèn. Ba Thảo sẽ nhận được sản phẩm đó là một chiếc ba lô du lịch. Kết thúc vòng 1, điểm số 3 gia đình như sau. Gia đình của Cẩm Tú 600 điểm. Gia đình của Thảo 800 điểm. Và gia đình của Cẩm Tú 400 điểm. Chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai. Đông Long vượt khó. Vòng thi thứ hai này sẽ là chủ đề vẽ hình đoán chữ. Mỗi nhà sẽ vẽ theo một cái bộ từ khóa mà anh đưa ra. Em sẽ vẽ về đây thôi, không có nói, không có diễn tả gì hết trơn trọi á. Và bà vợ sẽ phải nhìn vào cái hình của em, đoán được xem những từ khóa đó là gì nha. Hai vợ chồng này á, trong 1 phút 30 giây sẽ phải vẽ những cụm từ khóa liên quan tới cái chủ đề đi chơi. Thời gian bắt đầu. Né 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 cho bà vợ bà coi với. Để đi chơi nha em thì làm gì đó. Chải đầu, chải đầu. Tiếp. Ghế gì ghế. À, cái gì vậy? Cắm chạy. Phải không anh? À, đốt lửa chạy. Anh à, nướng thịt. Xịt dầu thơm, xịt dầu thơm, xịt nước hoa, xịt dầu thơm. Rồi đúng. Đúng đúng đúng. Tiếp tiếp. Cố lên anh ơi, nhanh lên nhanh lên. Trời đất ơi, em vẽ gì vậy? Mặc quần áo. Mà vẽ giày nè, sao bây giờ đoán ra không biết nữa. Bà vợ đoán đúng được 3 từ khóa nha. Gia đình của Cẩm Tú và Minh Luân sẽ vẽ chủ đề nhà bếp. Bắt đầu. Ăn cơm. Vẽ khác đi anh. Cái gì vậy vậy trước đi. Nhanh lên anh ơi. Vo gạo. Cơm. Chọn cơm. Đúng. Cái này là cái gì? Cái nồi. Rồi cái kia. Cái nữa. Hút nước. Trời ơi. Can gáo. Hết giờ. Từ kia là từ son nồi. Son nồi, cái son với cái nồi. Đúng không? Thôi, coi như nhà mình không may mắn lắm ở cái vòng thi này. Một từ khóa mình đoán đúng. Gia đình của Tú và Việt. Chủ đề là chăm sóc con nha. Bắt đầu. Cho con bú. Cho bình sữa. Cho con bú, bình sữa. Pha sữa. Đúng. Pha sữa. Rồi đúng. Trời ơi, đút cơm đây đó hả? À, ở nhà hay để con trên xe rồi đút cơm, anh vẽ vậy mà không hiểu. Ai biết đâu, anh mới dòm vô tưởng giống như cái người này đục vô mặt cái người này vậy đó. Ba từ khóa đoán đúng. Với thử thách này, gia đình của Cẩm Tú, Quốc Việt, gia đình của Thảo và Thịnh hòa nhau, mỗi nhà đều giải mã được cả 3 từ khóa. Vì vậy, hai nhà, mỗi nhà được 2.000 điểm. Yeah.
Gia đình của Cẩm Tú và Minh Luân được 1.500 điểm. Gia đình của Cẩm Tú, Anh Việt, gia đình của Thảo và Thịnh, mỗi nhà đều giải mã được cả 3 từ khóa. Giờ xin mời Cẩm Tú ở vị trí số 1, chọn ô để bước lên nào. Dạ, tới phải. Bên phải. Bên phải, sáng đèn. Và Tú sẽ nhận được sản phẩm đó là một cái nồi cơm điện. Thảo, em chọn ô nào? Dạ, em cũng chọn bên phải. Mời em luôn, bên phải. Sáng đèn luôn. Và Thảo sẽ nhận được sản phẩm là một cái bếp điện từ. Kết thúc 2 vòng thi, điểm số các gia đình như sau. Gia đình Nguyễn Cẩm Tú 2.600 điểm. Gia đình của Thảo 2.800 điểm. Gia đình của Bùi Cẩm Tú 1.900 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 3, tâm đầu ý hợp. Ở vòng thi này, gia đình của Cẩm Tú và Minh Luân sẽ thi trước. Nhà mình đang có điểm số thấp hơn hai nhà còn lại, cho nên cố gắng lên. Một sản phẩm của nhà tài trợ nhãn hàng Shop, nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày là phần quà dành tặng cho gia đình của Tú. Và chủ đề gạo, thời gian bắt đầu. Chàng, chàng gì? Chàng tới gì? Chàng hoa nàng. Ừ. Thơm. Nàng thơm. Chàng. Nàng hương. Cái gì mà ăn nhai nó dai gì á? Nó dai. Nếp. Nó cũng thơm nữa. Rồi, trùng khớp từ khóa rồi. Này gì vậy? Ăn. Cơm. Quần áo không có bị rách. Không có bị rách. Ăn cơm nguyên. Lá gì đùm lá rách. Lá lạnh đùm lá rách. Ok, lấy cái đúng chữ. Ăn cơm lạnh. Bốn tờ. Cơm lạnh, canh ngọt. Đúng rồi. Trên trời có con gì? Còn. Không phải con phụng. Con gì? Long là con gì? Con tử con gì? Rồng. Máu mình còn gọi là gì nữa? Quyết. Viết lại. Rồng quyết. Ba từ. Cái gạo gì mà nó màu nâu? Nãy em nói rồi đó. Rồng quyết lứt hả? Đọc lại. Lứt. Rồng quyết. Lứt quyết rồng. Đúng rồi. Cái này cái gì nó chứa lúa. Rồi, trùng khớp từ quá luôn rồi. Mình có 5 từ mà mình bị phạm quy hết 2 từ rồi. Dẻo thơm và bồ lúa. 3 từ khóa giải mã được 1.500 điểm. Xin mời gia đình tiếp theo. Một sản phẩm nữa dành cho gia đình của em, đó là phần quà của nhà tài trợ nhãn hàng Shop, nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề dọn dẹp, thời gian bắt đầu. Mình trước khi mình ra ngoài á, mình làm cái gì anh? Đóng cửa. Đúng rồi. Không phải tôi cứu mà chứ đầu. Đóng. Mình ở dưới nước á, có cái gì ở dưới cái lưu nước á, có cái gì? Đấy. Không phải. Mình đứt. Mình lắng cái gì xuống á? Cặn. Đúng rồi, đấy phải rồi, cắt hay là từ lấy. Đóng cặn. Con gì mà nó xâm nhập vào cơ thể mình á? Ký trùng. Đúng rồi, tới đầu rồi. Cái gì? Chưa quy. Không phải, đúng rồi, tới đầu rồi đó. Con gì mà xâm nhập vào cơ thể mình á, gây mình bị bệnh á? Virus. Không phải. Giống vậy đó. Giống vậy á. Bỏ đi. Cái áo mình á bị đốm đốm vậy nè. Bị cái tử thứ hai á. Màu gì đốp vào. Mình đi. Quét nhà mình lau nhà cho nó gì? Sạch. Bữa nay này mình có 3 từ nha anh. Cái chén gì mà hồi xưa mình ăn cơm á. Sạch. Đúng rồi, ba từ. Sạch. Đúng rồi. Ngày xưa người ta bố trí cái rồi bố trùng khớp từ khóa rồi. Cái gì xâm nhập về cơ thể mình khiến mình bị bệnh á, không phải? Trùng. Đúng rồi, chữ đầu rồi, cái gì nữa? Bị bệnh. Đúng rồi. Màu này nè anh, này nè. Màu sạch. Không phải. Cái này là gì? Màu vàng. Đúng thì từ sau rồi. Cái quang. Gì mà mình bị đống vàng. Không phải. Cái gì vàng? Vàng của. Hết giờ. Ố vàng. Ố vàng. Đó là từ ố vàng ha. Mình cũng đoán được 3 từ khóa, mang về 1.500 điểm. Xin mời chương trình Thảo và Thịnh. Chủ đề đó là vật dụng nhà bếp, thời gian bắt đầu. Dèo. Cái dèo.
hai chữ nha anh. Em bé khi nó ăn thì buộc cái này nè. Phụ nữ ngày xưa người ta mặc yếm, dao yếm. Ba chữ nha anh. Cái chai là nó là cái gì? Cái chai chất liệu nó là gì? Xanh. Màu xanh đó, cái chai mà mình uống xong rồi mình nhục liền luôn á. Cái chai mà bằng chai nước suối đó. Bằng nhựa, nhựa. Trời đâu vậy? Mà mình xài lại một lần nữa. Nhựa tái sinh. Không phải. Nhựa tái chế. Đúng rồi. Cái này nè, mà để em chặt đồ ở nhà. Cái thao. Đúng rồi. Mà cái gì vậy? Đồng sắt. Thao nhôm. Chính xác. Rồi à, em mặc lâu ngày em không có sắm đồ mới thì nó là cũ. Ờ. Cũ. Đúng chữ đó rồi, nhưng mà thường người ta ghép cái chữ đó với một chữ nữa. Cũ rích. Không phải. Cũ nát. Không phải. Bốn chữ nha anh. Cái bếp còn gọi là cái gì? Lò. Đúng rồi. Chiên xào. Để lên lật qua. Canh. Không phải. Chiên xào rồi cái bếp than ở dưới, cái mình để miếng thịt lên lật. Nướng qua. Nướng. Đúng rồi. Bằng hồi nãy anh lò nói. Lò nướng đi sống. Không phải, cái chai hồi nãy anh nói là cái chai mà không phải chiên. Lò nướng nhựa. Trong suốt đó. Sành. Mình thường kêu nó bằng cái từ sang trọng. Thủy tinh. Hơn. Đúng rồi, ghép lại anh. Lò nướng thủy tinh. Đúng. À, cái người đó người ta gọi là sai gì? Xỉn quá xỉn luôn, gọi là xỉn gì? Củ mềm, xe mềm. Đúng, đúng. À, củ mềm. Chính xác. Cái này là năm từ khóa. Gia đình của Thảo và Thịnh đã giải mã được hết. Mang về cho nhà mình 2.500 điểm. Ở phần thứ 3 này thì gia đình của Thảo là gia đình mà có điểm tuyệt đối 2.500 điểm. Vì thế Thảo được quyền tiến lên một bước. Em chọn ô trái hay phải? Dạ phải ạ. Ô bên phải sáng đèn. Và gia đình của Thảo sẽ nhận được sản phẩm là một cái máy xay sinh tố. Kết thúc vòng 3, điểm số các gia đình như sau. Gia đình của Nguyễn Cẩm Tú 4.100 điểm. Gia đình của Thảo 5.300 điểm. Và gia đình của Bùi Cẩm Tú 3.400 điểm. Nhưng mà chúng ta sẽ chia tay với gia đình số 3 ở đây. Tú và Luân sẽ ra về với giải thưởng là 3.400.000 đồng. Hai nhà còn lại thì bước vào vòng thi cuối cùng. Nhanh tay đáp lẹ. Câu số 1, chủ đề mèo vặt. Dạ, em thuộc 1.000 điểm. Tú. Dạ, em thuộc 1.000 điểm. Câu hỏi như sau. Có thể xịt hai loại nước hoa cùng lúc để tạo mùi hương mới không? Xin mời Tú. Dạ, không ạ. Bạn có thể sáng tạo mùi hương riêng cho mình bằng cách xịt một mùi hương mạnh trước, sau đó xịt mùi hương nhẹ lên sau. Việc kết hợp này giúp nước hoa có mùi riêng quyến rũ hơn đó. Câu số 2, chủ đề dinh dưỡng. Thảo. Dạ, em cược 1.000 điểm. Tú. Dạ, em cược 1.000 điểm. Ăn bí đỏ giúp giảm hay nổi nhiều mụn trứng cá hơn? Mời Thảo. Nghĩ là chắc là giảm mụn trứng cá. Bí đỏ chứa nhiều chất beta carotene, chất sắt giúp bổ máu, da dẻ hồng hào hơn. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 có trong bí đỏ sẽ giúp loại bỏ mụn cám, giúp da đẹp hơn. Chúc mừng. Câu số 3. Dạ, em cược 1.000 điểm. Tú. Dạ, em cược 1.000 điểm. Người bị đau dạ dày có nên ăn nhiều bắp non không? Có câu trả lời không? Dạ, em nghĩ là nên ăn bắp non. Em nghĩ là nên ăn bắp non. Có lẽ áp lực từ phía khán giả trường quay làm cho người phụ nữ này vội vàng bấm nút và trả lời. Đáp án không chính xác. Bắp non tuy bổ dưỡng nhưng giàu chất xơ khiến dạ dày phải gánh một lượng chất xơ lớn gây khó chịu hơn. Câu số 4, chủ đề chăm sóc nhà cửa. Dạ, em được phân nửa số điểm. Tú. Dạ, em được phân nửa số điểm. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy trên bồn cầu có hai nút bấm hoặc hai là nút nhấn gạt khác nhau. Hỏi hai nút này là để điều chỉnh lượng nước xả hay thông báo khẩn khi bồn cầu gặp sự cố? Mời Thảo. Dạ, là điều chỉnh lượng nước xả. Ừ, như thế nào em? Dạ, tại em thấy là nếu mà cái như hình bên đây đi thì nó có 3 nút thì cái lượng nước ra nó sẽ ít hơn là cái nhiều nút bên kia. À, dạ. Tức là điều chỉnh cái lượng nước xả, mình biết rằng khi nào mình cần dùng nước nhiều thì dạ, bấm bên nào, khi nào mình cần dùng nước ít thì bấm bên nào, đúng không? Đây là câu trả lời. Chính xác, chúc mừng em.
chất. Hai nút này chính là nút lượng nước sẽ dội vào, nút nhỏ là dành cho việc đi nhỏ. Lượng nước xả ra chia một nửa bồn chứa, còn nút lớn là dành cho việc đi lớn. Với toàn bộ lượng nước trong bồn chứa được xả ra một lúc khoảng trên 5 lít, thiết kế này là cách thông minh để tiết kiệm nước. Bây giờ thì Thảo đang có 7.950 điểm, em có thể đặt cược tối đa là khoảng 3.000 hoặc là 3.500 gì đó nha. Còn Tú thì vẫn như thế, có thể đặt cược phần nữa. Chủ đề kiến thức. Dạ em cược 3.000 điểm. 3.000 điểm. Tú. Dạ phần nửa số điểm. Phần nửa số điểm. Giữa xoài và trái thanh trà thì loại nào giúp cải thiện thị lực? Mời Thảo. Em nghĩ là trái thanh trà là có tác dụng cho mắt. Em nghĩ như vậy đúng không? Thanh trà là một trong những đặc sản của Vĩnh Long. Thanh trà giàu beta carotene giúp duy trì thị lực, giúp mắt sáng khỏe hơn. Bên cạnh đó, thanh trà còn được dùng để chế biến món ăn như thanh trà dầm đá, mứt thanh trà kho cá rô đồng. Xoài thì có vị ngọt, tính nhiệt, ăn nhiều nó sẽ bị nóng trong người, không giúp cải thiện thị lực. Kết thúc vòng thi thứ tư, điểm số 2 gia đình như sau. Gia đình của Cẩm Tú 3.100 điểm. Gia đình của Thảo 10.950 điểm. Chúc mừng. Chia tay gia đình Cẩm Tú từ đây và mời Thảo Thịnh tiến lên phía trước. Và chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Bây giờ thì Thảo đang ngồi trên chiếc cân vàng. Thịnh, em sẽ lấy những bịch xốp này để lên bên kia nha. Hai bên bằng nhau thì chúng ta ngừng tay lại. Bắt đầu. Chà, thấy nhỏ con nhưng mà cái bộ nặng dữ ha. Rồi, cuối cùng thì hai bên cân đã nghe bằng nhau và chiếc shop đã sẵn đèn. Chúc mừng gia đình của Thảo. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Bùi Cẩm Tú với giải thưởng là 3.400.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì là gia đình của Nguyễn Cẩm Tú với giải thưởng là 3.100.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất là gia đình của Thảo với giải thưởng là 10.950.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con.